truyền miền Tây xin chào quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác hàng ngày sức khỏe. Hôm nay bà nội con đi chợ cũng là làm bánh nhưng mà không biết làm bánh gì. Mời quý ông bà cô bác cùng theo dõi. Hôm nay mình đi chợ mình mua đường, mua bột đồ về làm bánh cho ba nhỏ ăn cả nhà. Ngày qua đi cái đường kia, hôm nay đi không được, trời mưa lầy quá à. Hôm nay đi đường này dễ đi nè. Đây là mua mình là bột bán, mình được bán cho nó ăn. Bữa nay bà nội đi. Bữa nay nội đi chợ mua ăn bột bán về làm bánh ít chành bột bán cho hai đứa con ăn nè. Mưa gió cực khổ quá con ơi, mưa á. Mua bột về làm bánh. Bột bán này là ba màu nha. Màu tím, màu lá dứa và màu trắng nè. Wow. Đâu rồi mà mình nấu trước rồi cả nhà mình nấu sẵn nè. Mình cứ nó xào lại. Rồi bột năng á nè cả nhà nữa mình pha vô. Cái gì nguyên liệu gì chứ không có hết trơn á. Thì mình trộn nhân vô cái này mình để vô miếng đường vô để dừa vô, dừa sát cả nhà. Màu á nội. Cái này bà nội pha màu nụ tầm sưng nè. Dì hả nội? Rồi có này bà nội pha màu lá dứa nè. Dì hả nội? Lá dứa còn này thì trắng chứ không có pha màu chân á. Rồi nữa. Rồi nữa mình xào vô của mình để bột mì phảnh vô. Cho nó đặt lại rồi mình dò viên vậy nè, nắng viên vậy nè. Mấy cái hộp này. À cho nó sôi. Cho nó sôi cái mình dở dung ra cái mình để lại. Chút để lại. Dở gì nè, để gì nè. Thì người ta bắt nước sôi thì để vô, còn này bị tôi mắc ngâm màu rồi thành ra không có ấy nước sôi. Khi nó sôi mình lấy muỗng mình quào rồi gì nó nghe ở nhà. Ăn là sợ nó hít cái đít với nó khét đó. Đúng, qua chừng chừng gì đó giờ bắt đầu sôi lên thì chút mình đây nước vô là gì nè. Mình để bột năng vô hả nội? Chừng nào nó khô để bột năng vô. Bột năng để. Cũng dễ gì đâu khó con ơi, dễ. Khi nó mà sâu đem rỡ vô một chút muối cả nhà. Để vô chút xíu muối mình quào lên gì nè. Một bởi chứ ấy, một bộ phẩm cho tao coi. Tiên, chọn bộ phẩm cho nội coi. Múc, để vô. Múc gì không? Hồi nãy có hai con kiến á. Nội, cái này bột bán mình ngâm với màu mấy tiếng nội? Ngâm cả 2 tiếng ạ. Ủa, ngâm ngồi nó mới xào hả nội? Nó dính rồi kìa. Cho chín là nó dính chín bột nè. Mình đã cho chín bột lên cả nhà, bắt đầu mình bắt bếp riu 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 lên cho nó chín ba cái bột năng đó. Nhìn cái này giống núi tuyết. Rồi cảm thấy chừng nào nó khô là được á. Rồi được rồi, nhắc xuống chế bột mì phảnh nội nó coi như tiên chế muỗng nó coi. Chế gì? Bưng ra chế vô. Đó hả nội? Chưa, để coi coi cái từ từ đi. Đảo. Khi nãy mình dưới vô ăn dân ở nhà. Cho đừng dính. Cho đừng có dính đó. Kể vô cho nó không dính đó nội. Để cho đừng có dính. Rồi chừng nào nó khô mình, chừng nào nó nguội cái mình mà dò mới được. Chứ nóng quá đâu có dò được đâu. Màu đẹp quá ha. Xíu đi. Xíu hả? Rồi được rồi đó. Để bột năng vô. Ủa mình để bột năng vô chi vậy nội? Để cho nó dai nè, dưới nữa nó trong cái bánh. Bây giờ con đậu mình xào nhân đậu ngay cả nhà. Bị đậu bình này mình nấu sẵn trong nhà rồi. Xào cho nó giờ mình dò viên. Để chút dầu vô này, đừng dính chảo. Thì bắt đầu mình để đậu vô. Để đậu vô mình xào, mình để vô muối bị nãy tôi có nãy sẵn muối trong này rồi. Thì mình xào để vô miếng đường. Miếng đường cát ở cả nhà, miếng đường cát cái bắt đầu. Chừng nào nó chín rồi mình để dừa vô. Dừa nạo đó, mình để dừa vô. Để đường vô cho nó cái nhân nó mặn mặn ngọt ngọt nó ngon.
Nhưng đã dẻo cả nhà mình để dừa vô nha. Để dừa vô cho nó ăn cho nó béo béo ngon. Để chắc dừa vô mà béo lắm. Cái này dừa mình nào mình bầm nhuyễn đây nè cả nhà. Thế người ta đưa để dừa mà cộng tôi không chịu, tôi thấy dừa này cộng ăn vô cứng quá. Cái dừa này nó ngon nè, nó béo. Giò nhưng mình có đã dẻo rồi, nhắc chúng giò viên được rồi cả nhà ơi. Giò cho nó tròn thôi. Giò cho nó tròn, nó dẻo để ăn nữa mình nấy đó. Ăn nữa mình để vô đây nè. Để con làm tiếp với ngợi nha. Thì giờ rửa tay sạch sẽ đi, giò tôi vô tiếp vậy nè. Con rửa tay sạch sẽ rồi. Con sạch lắm rồi. Bự, bớt lại ha. Coi gan của bà nội gì nè. Giữ nhỏ nhỏ dữ rồi trời. Thêm miếng nữa đi. Nhỏ quá à. Nhỏ quá ăn đâu ngon. Để ăn thử một cái. Nhỏ quá. Ủa. Nhỏ. Bự luôn. Sao của mình nhỏ như vậy? Bây giờ tới công đoạn mình giò nhân làm bánh, giò bánh làm chung cả nhà. Bị bột này nó nguội rồi. Giò cũng dễ chứ không có gì khỏi mà ấy bọc cái gì chân á. Vậy bắt đầu để cái viên đậu vô mình ớp là gì nè. Cái là rồi đó. Nó cũng dễ. Giò như cho nó sét thôi. Đây bây. Giò thiệt rồi trời. Ờ vậy đó. Thiệt. Nó cũng dễ chứ không khó. Thế tròn chưa? Mình muốn bắt lên sao cũng được chứ. Bưng cái sửng xuống đây đằng, sắp chụp sửng luôn. Sửng là cái gì? Nói hả? Người ta cắt đẹp tỉ mỉ hơn á. Khi mình hấp mà mình lá mình thay dầu ăn cả nhà, để nữa mình lấy ra cho nó dễ. Thay dầu ăn vậy đó. Cái cục này quá trời bự. Không bớt kìa. Thay dầu cho nó không bị dính rồi. Ừ, thay dầu cho nó đừng dính nè. Mình hấp đâu có dính đâu. Mình túm mình để gì lên cả nhà, túm lên gì nè, kéo là gì nè, mình muốn ngấy cái bề nào cũng được chân hết, nó cũng dễ lắm chứ không có khó. Công đoạn này nó nhiều mệt các người ơi, bây giờ thì rút ngắn thời gian lại để chừng nào hấp cho cả nhà cùng xem nữa. Đấy. Bây giờ nãy con vào bánh rồi, bây giờ con nhúm lửa bắt cái nồi lên. Xong. À nhúng cái này vô nha. Rồi em bưng cái nồi lên nha. À em bưng đi, để chị chắc củi hai bên chứ. Cho nó đừng có tắt. Đúng không? Ờ à, đúng rồi em. Chị chắc củi lên nha. Xong còn bên kia nữa. Dạ em. Nội chừng nào mới để được nội? À. Xong. Đỡ lên nè kìa. Huy lửa được nên cả nhà. Bởi vì bột này nó dính dữ lắm.
mình làm mình vệ sinh tay chân sạch sẽ hết trơn rồi. Dính lắm. Nhìn kìa. Nè, nấy bự cho bán. Có cục này nhỏ xíu à. Đợi nhỏ xíu như quỳnh nắng à. Nãy hấp bao lâu mới chín này? 15 phút là chín rồi. 15 phút. 15 phút chín rồi. Rồi chừng nào mới nước sôi? Mấy phút? Thì chấm chừng nào nước sôi bắt lên đâu biết mấy phút đâu. Ủa ăn gì vậy rồi? Nó thắng nước cốt. Dạ. Yeah. Lại là nước cốt. Ừ, ăn nước cốt nữa. Thì lo bánh ăn nước cốt ăn gì? Vui 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 vui. Ra 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 anh Tiên ơi. Hết cái này tới cái khác. Chỗ này có cái gì? Ôi. Đó, đừng phát không? Nó sao mấy cái trái gì mà màu sâu con. Dạ. Làm vắt dễ cho nhà ơi, làm nhà ăn cũng tiện lắm mà. Thắng đứa cốt béo chừng nào nó ngon chừng đấy cả nhà. Mình ăn đứa cốt cái độ không rang mình rướn lên vậy đó. Ăn ngon lắm. Đâu đâu mình làm ăn gì nè. Bột này ăn không có ngán. Bột nếp mình ăn nó ngán, bột này không ngán. Chậm nước sôi thiệt là sôi rồi mình mới để vô hay sao nữa? Nước thiệt sôi nó để vô con cho nó đừng có bị mà sượng bánh nữa. À. Nó thơm ngon cái nước không sôi để vô cái nem đừng heo khói nữa. À. Ngồi đó canh đừng đi đâu nha. Dạ. Dở thăm chừng nước sôi kêu bà nội bưng bánh để vô. Dạ. Bà là nội làm rồi cái đi còn đi thắng nước cốt nữa. Thì tôi cũng biết sao làm vậy cả nhà ơi chứ. Thì có gì của nhà cũng thông cảm mà bỏ qua tôi thì tôi biết gì tôi làm nấy vậy đó. Chứ không có gì. Cũng dễ làm. Như Quỳnh coi nồi nước sôi chưa Như Quỳnh? Dạ. Để bánh vô con. Dạ. Sôi nãy ơi. Sôi con bánh để vô đi. Dạ. Bưng để vô ngay ngắn lại này nắp lại. Dạ. Bưng con. Ừ. Đóng nắp lại. Rồi đóng lại đi. Rồi bánh thôi luôn. Mà quá đẹp ha. Dạ. Qua cuộc. Xong. Dạ. Wow, màu đẹp quá nãy ơi. Con đóng rồi nha. Chín rồi quý ông bà cô bác, cô sẽ nhắc xuống nè. Rồi này nói ơi. Wow, nhìn màu đẹp quá à. Dạ. Giấy nước tôi xem nó nghe nội. Dạ. Này mình làm cái nhân nó lớn quá nè, nó bị nứt nè cả nhà. Nhân của mấy đứa nắng quá lớn rồi. Bị nứt. Cũng không sao, nứt nè. Làm nhân bự bự không à. Nhân lớn mà nó nắng cái da mỏng đó, bị nứt. Này con này bị dày nó có nứt nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cúp hộp bằng đồ tôi. Rồi xong. Hai mẻ cả nhà, còn cái mẻ này nữa là rồi đó cả nhà ơi. Có mấy người đâu làm nhiều đâu. Nhiều mà không hết rồi đó. Dạ chưa có sôi nữa. Là mẻ thứ hai nha quý ông bà. Mẻ này là mẻ cuối cùng hả? Ừ, đâu đó. Xong. Lấy thêm cái nồi nữa. Cái nắp nữa chứ. Xong. Đưa nồi dắt đây đây em. Em ngắt nữa. Rồi rồi rồi. Đây. Đưa cái bỏ cái nắp chung xuống. Trời ơi. Mặt con chập chạp quá. Chín rồi Lai ơi. Chín rồi. Thơm quá. À. Nó rất là thơm, rất là thơm. Nhìn nó ngon lắm luôn á. Thơm. Kìa. Ủa, nãy hắn nước cốt vậy nội? Gì hả nội? Hello. Dạ? Lấy cái thao không? Có cái thao nào không đâu. Lấy cái gỗ được không? Con màu gì cũng được. Màu xanh màu tím. Con muốn màu xanh màu tím nha. Con cũng ngon quá nè. Dạ con cảm ơn. Vô tiên màu nào? Màu tím màu xanh. Thì ha, màu tím màu xanh này đây ha. Đó, đẹp đó. Đừng có lấy ra phẩm cho con nha. Ngon quá cả nhà ơi. Yeah. Chứ không nóng quá rồi. Wow. Mời cả nhà ăn bánh với mình nha. Dạ. Con mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung với ba bà cháu con. Con sẽ ăn nhân đậu xanh lộn lộn con ăn nhưng mà con sẽ ăn cái này trước. Rất là ngon. Béo sực sực nè. Nó trong thì nó béo nó ngon. Mời cả nhà ăn bánh mình đi. Thực 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 ngon quá ha. Dạ ngon. Có dừa nè. Để làm ngon. Nước cốt nữa thôi Như Tiên. Nước cốt thì béo ngậy còn bánh thì ngon. Thôi nước cốt nữa thôi. Dạ cũng con được rồi. Tiên nữa thôi. Thôi. Con hấp đi ra đủ rồi. Cốt rất là béo. Ủa mà không để hành hả nội? Không. Dạ. Trang miếng cốt vô bánh. Ngon quá. Ta làm gì ta bán cái 5.000 nè. Ghê hả nội? 5.000. Nhà nhân nè. Ừ.
Gia nha chị Tiên. Sao? Gia gì nó ngon. Ngon. Nó có cái bánh màu xanh này nó có mùi dưới cốt không? Ừ. Mùi dứa. À đúng rồi, thôi con quên. Wow. Ăn sừng sực béo béo. Dai dai. Con ngon quá. Con thích cái nhân màu xanh này. Màu xanh lá cây này. Ngon sao cực. Dài quá. Chắc con ăn 10 cái quá. Vậy hả em? Ngon lắm luôn á hả? Ừ, ăn nhiêu ăn còn nhiều đó con, ăn đi. Ngon quá rồi, đây là bánh ngon. Lâu lâu nào nào làm cho ăn cái đó, ngon lắm. Ừ. Đây là lần đầu tiên con được ăn bánh này. Được hả? Dạ. Bánh bánh gì ạ? Bánh bột bán. Đúng rồi, bánh bột chằn bột bán. Làm bột bán mà bữa tất chằn nè. Ăn hiếm nó cũng. Ngon quá, quý ông bà cô bác ơi. Ngon lắm luôn á. À, đến này cũng dài rồi, con chào tạm biệt quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật dồi dào sức khỏe. Quý ông bà cô bác hãy để cho con một like, một share, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ con ra video mới cho quý ông bà thêm. Chào hiệp. Bye bye.